Nếu trong nhà có cây này thì xem video ngay, kẻo hối hận sẽ không kịp. Thưa quý vị, từ xưa đến nay, quy luật phát triển tự nhiên của con người luôn tồn tại song song hai yếu tố, khoa học và tâm linh. Vì thế, việc trồng cây cảnh để trang trí và nâng cao phong thủy trong nhà được nhiều người đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đa số người mua thường không quá am hiểu về vấn đề này mà chỉ chọn những cây có tên hay, có hình thức đẹp hoặc mua theo sự tư vấn của người bán. Điều này gây ra những hệ lụy khôn lường bởi có những loại cây tuy rất đẹp nhưng lại có thể gây chết người ngay lập tức nếu như ta vô tình chạm phải. Ví dụ như cây lưỡi hổ, ngày nay rất nhiều người đang sử dụng loại cây cảnh này. Nhưng ít ai biết, cây lưỡi hổ không chỉ mang nhiều ý nghĩa về phong thủy mà còn có tác động không nhỏ đến sức khỏe của con người. Vậy cây lưỡi hổ có những công dụng và tác hại gì? Video sau đây sẽ giải đáp thắc mắc này của quý vị. Nhiều quý vị khán giả có gửi thư tới ban biên tập và hỏi rằng: gia đình tôi trồng rất nhiều cây lưỡi hổ vì vừa hợp mệnh và vừa thanh lọc không khí trong nhà sạch sẽ hơn. Nhưng gần đây tôi nghe nói cây lưỡi hổ là loài cây có chứa độc tố gây hại cho trẻ nhỏ và động vật, nên thấy hoang mang vì nhà có cháu nhỏ. Xin chương trình hãy giải đáp dùng tôi. Vậy những tác hại của cây lưỡi hổ như thế nào? Dùng cây lưỡi hổ làm cảnh ra sao cho đúng cách? Thì ngày hôm nay, Sức Khỏe Vàng và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem thực hư ra sao quý vị nhé. Đầu tiên là chi tiết về tác dụng của cây lưỡi hổ. Lưỡi hổ là tên gọi phổ biến. Ngoài ra bạn có thể gọi nó là lưỡi cọp, lưỡi hùm, hổ vĩ mép vàng, lưỡi mẹ vợ. Mặc dù tiếng Việt là vậy, nhưng tên tiếng Anh của lưỡi hổ lại là snake plant, cây rắn. Về hình thù của nó giống con rắn dựng đầu hơn là lưỡi còn hổ. Tại Trung Quốc, Nhật Bản và Brazil, người ta coi loại cây này là một kho báu. Thế nhưng ở Úc, lưỡi hổ chỉ được xem như một dạng cỏ dại mà thôi. Đặc điểm của cây lưỡi hổ: lưỡi hổ là một loại cây thực vật mọc nước. Cây được mọc thẳng đứng từ gốc lên. Chiều cao của cây là khoảng từ 30 đến 80cm. Có thân rễ, lá cây thường có màu xanh đậm kết hợp với màu xanh bóng. Ngoài ra còn có hai dải màu vàng kéo từ gốc đến ngọn của cây. Lá cây này cứng, dày, mọc thành các cành chìa ra từ gốc, dạng ráo hẹp, có khoảng 5 đến 6 bụi trên cây. Hoa của cây có màu trắng lục nhạt, dài khoảng từ 3 đến 4cm, có 6 cánh thuôn và mềm mại. Hoa lưỡi hổ khá mềm mại, ngược lại với sự cứng cáp của cây. Tuy nhiên rất ít khi gặp hoa của loài cây này. Sau khi lần đầu tiên tìm hiểu về cây lưỡi hổ, thì điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là ngoài việc có một sức sống mãnh liệt hiếm thấy, nó còn là cây mang lại lợi ích vô song, vừa giải độc, vừa lọc không khí khi trồng trong nhà hay văn phòng. Trong khi việc chăm sóc